Người phụ nữ mặc váy yếm và tất lưới này, luật sư trông rất giống luật sư, cô ấy không phải là một luật sư đứng đắn. Một lát nữa sẽ đến lượt anh. Tại hiện trường phiên tòa, ông trùm buôn ma túy trong lồng, Tàn Biêu, tòa án buộc tội cố ý giết người, buôn bán người, sản xuất và phân phối ma túy, Tàn Biêu sẽ bị kết án tử hình. Nhưng lúc này, luật sư của Tàn Biêu đã đứng dậy. Đó chính là nữ luật sư không đứng đắn vừa rồi, Nana bắt đầu bào chữa cho Tàn Biêu, chỉ để kéo dài thời gian xét xử. Đột nhiên, trần nhà phát nổ, một gói hàng cứng rơi xuống, hiện trường ngay lập tức hỗn loạn, chỉ có Tàn Biêu vô cùng phấn khích. Bởi vì nhóm người này là thuộc hạ của hắn, đến để cứu hắn, và lúc này, cảnh sát đặc nhiệm bên ngoài tòa án, Trí Kiệt nghe thấy tiếng động. Nhưng đồng đội lại nói đó là tiếng bóng bay nổ, và lúc này, bạn trai của Nana, anh chết yểu xuất hiện cùng với đám thuộc hạ. Họ nhặt súng máy trong gói hàng, nã súng liên tiếp vào khu vực xét xử, và Trí Kiệt một lần nữa nghe thấy tiếng súng trong tòa án lập tức dẫn đội vào trong. Sau khi kiểm soát được hiện trường, cặp đôi biến thái này ôm nhau, họ không kìm được mà hôn nhau, nhưng ông trùm Tàn Biêu bị nhốt lại không chịu nổi nữa, hôn đủ chưa? Đối mặt với sự thúc giục của Tàn Biêu, anh chết yểu chậm rãi bước tới, rất hào hứng nói với Tàn Biêu rằng, tôi và Hina sắp kết hôn. Tàn Biêu cau mày. Bởi vì hắn nhớ ra mình đã từng trước mặt thuộc hạ xâm phạm Nana, hắn lập tức bắt đầu chúc mừng hai người, nhưng anh chết yểu nói muốn tặng Tàn Biêu một món quà. Ngay sau đó, Nana lấy ra hai quả lựu đạn, đột nhiên, bùm một tiếng, bức tường bị nổ tung một lỗ, vừa lúc làm lật đội của Trí Kiệt bên ngoài. Khi họ đứng dậy và định thần lại, đột nhiên có một đám đông xông ra từ bên trong. Trí Kiệt và đồng đội không thể phân biệt được ai là kẻ cướp, chỉ có thể để đám đông chạy thoát. Anh chết yểu va vào Trí Kiệt, khẩu súng rơi ra khỏi túi anh chết yểu, nhưng chưa kịp để đội Trí Kiệt phản ứng, bọn cướp bên kia bắt đầu nổ súng. Đội Trí Kiệt bị tấn công dữ dội, ngay lập tức bị thương vong nặng nề. Trí Kiệt vội vàng kéo đồng đội bị thương kéo vào nhà vệ sinh, nhưng không ngờ rằng người đàn ông dọn vệ sinh cũng là đồng bọn của bọn cướp. May mắn thay, Trí Kiệt và đồng đội phối hợp ăn ý hạ gục hắn. Bên trong tòa án đánh nhau dữ dội, bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Xe giao hàng mở cửa, ông trùm của nhóm cướp bên ngoài này chính là con trai của Tàn Biêu, Tàn Cẩu. Hắn ta biết được từ đàn em tin cha mình bị Nana và đồng bọn cho nổ chết, hắn ta nhận ra sự nguy hiểm, bị thuộc hạ đẩy vội xuống xe. Không ngờ chỉ vài giây sau, chiếc xe đã phát nổ. Từ khoảnh khắc này, Tàn Cẩu đã thề nhất định phải tự tay giết chết anh chết yểu và Nana. Sau đó, Tàn Cẩu dẫn người rút lui. Trong tòa án, mặc dù những người này đều là những tên cướp hung hãn, nhưng trước mặt đội trưởng đặc nhiệm không ai có thể trụ được hai hiệp. Khi trận chiến kết thúc, xung quanh im lặng. Khi anh ta đến sảnh, cặp đôi đó đã bắt cóc thuộc hạ của anh ta. Trí Kiệt ném khẩu súng xuống và đề nghị đổi con tin. Hai người cảm thấy mang theo con tin bị thương chắc chắn sẽ không chạy nhanh được, vì vậy đã đồng ý với điều kiện của Trí Kiệt. Nhưng họ không phát hiện ra Trí Kiệt giấu một quả bom flash sau gáy. Anh chết yểu tiến lên khống chế Trí Kiệt, kết quả phát hiện ra quả bom flash trong tay anh ta. Hai người bắt đầu giằng co đánh nhau. Nana giơ súng nhắm vào Trí Kiệt nhưng đã quá muộn. Trong vụ nổ, Nana đã vô tình bắn chết anh chết yểu, còn Trí Kiệt thì ngã xuống đất. Mắt đỏ ngầu, anh chết yểu đúng là chết yểu, bị vợ sắp cưới bắn chết, Nana đau lòng tột độ, cũng không muốn sống một mình trên đời. Vừa định tự sát bằng súng thì bị cảnh sát đặc nhiệm ập đến ngăn lại. Cô ta nhìn Trí Kiệt thề sẽ trả thù, từ khoảnh khắc này mỗi hơi thở của anh đều là món quà của tôi, chờ tôi. Người phụ nữ trông rất giống đàn ông này tên là Nana, cổ cô ta đeo 4 sợi xích sắt. Trong quá trình di chuyển dài, cảnh sát canh gác nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, một vụ nổ thảm khốc đã lật úp chiếc xe. Đàn em của Tàn Cẩu cầm vũ khí nã súng điên cuồng vào chiếc xe. Tuy nhiên, khi hết đạn, cửa xe đột nhiên mở ra, người phụ nữ cầm súng phun lửa xuất hiện trước mặt mọi người như thần chết. Trí Kiệt đã bắn chết vài tên sát thủ, tập trước nói về cảnh sát đặc nhiệm. Trí Kiệt vật lộn với bọn cướp. Sau khi bom flash phát nổ, anh chết yểu chỉ xuất hiện một tập, đã bị vợ sắp cưới bắn chết. Anh ta ngã xuống đất, mắt đỏ ngầu. Trí Kiệt tỉnh dậy và bị mù, bị cảnh sát đuổi khỏi đội vì hành động tự ý. Trí Kiệt không nhìn thấy gì, rất tức giận, thậm chí còn có nhiều cảm xúc tiêu cực. May mắn thay, anh ta vẫn còn một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn bên cạnh luyện tập nghe âm thanh để xác định vị trí. Thân thủ của anh ta rất nhanh nhẹn, độ linh hoạt thậm chí còn cao hơn người bình thường 15 lần. Tâm trạng của anh ta dần dần tốt hơn, nhưng những ngày tháng yên bình này không kéo dài lâu. Trí Kiệt cùng con gái tham gia một buổi biểu diễn tốt nghiệp hoành tráng. Tuy nhiên, ở hậu trường, con gái đã bị một nhóm buôn người độc ác bắt cóc. Không lâu sau, thi thể con gái được tìm thấy bên sông. Vì khuôn mặt bị hủy hoại, vì vậy cảnh sát đã thông qua quần áo của con gái và đồ dùng cá nhân để phán đoán xác chết này chính là con gái của Trí Kiệt. Mặc dù Trí Kiệt không nhìn thấy, nhưng khi anh ta sờ vào tay con gái, anh ta đã nhận ra đây không phải là con gái mình, cố gắng để đội trưởng cảnh sát giúp anh ta tìm kiếm. Trong lúc cãi vã, Trí Kiệt bị buộc tội tấn công cảnh sát, bị cảnh sát đưa đi, và ở một nơi khác, Nana bị bắt đã đồng ý yêu cầu chuyển trại của Tàn Cẩu.
Chỉ có cách này cô ta mới có thể trốn thoát. Cô ta biết Tàn Cẩu sẽ giết mình trên đường chuyển trại, nhưng trong quá trình di chuyển, mặc dù Tàn Cẩu đã phái rất nhiều người, nhưng vẫn không thể giết chết Nana. Ngược lại, Nana đã dùng súng phun lửa tiêu diệt toàn bộ. Sau đó cô ta giả làm cảnh sát lẻn lên xe cảnh sát áp giải Chí Kiệt lúc này. Chí Kiệt vừa đánh ngất hai cảnh sát áp giải, vì Chí Kiệt không nhìn thấy, nên anh ta không biết nữ cảnh sát trước mặt chính là Nana. Chí Kiệt khống chế Nana đến dưới cầu. Anh ta vừa định rời đi thì bị Nana chặn lại. Đất nước chúng ta có một tổ chức tội phạm rất lớn. Một trong những cách kiếm tiền của họ là buôn bán con tin qua Dark Web. Và họ sẽ sử dụng những xác chết bị hủy hoại để đánh tráo những cô gái xinh đẹp mất tích, khiến cảnh sát sớm kết thúc vụ án. Đây là thủ đoạn thường dùng. Chồng tôi đã bị giết khi điều tra chúng. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Tôi không tin cô, nhưng anh đã không còn ai để tin tưởng nữa. Chí Kiệt không hiểu tại sao nữ cảnh sát lại muốn giúp anh ta tìm con gái. Nhưng anh ta là một người mù, quả thật cần sự giúp đỡ của cô ta. Vì vậy, hai người bắt đầu hợp tác. Chí Kiệt đưa ra một kế hoạch. Bước đầu tiên của kế hoạch này là đánh ngất Nana tại một góc phố tối tăm, địa điểm được chỉ định, một chai nước khoáng có thể xác định danh tính, hàng đầu. Dẫn đường đi, trong ngôi chùa treo đầy những giải vải rách nát, Nana được đưa vào phòng khách để kiểm tra hàng, còn Chí Kiệt thì tìm bà lão để xem bói. Bà lão nói rằng nửa đời trước của anh ta suôn sẻ giữa đời giàu có, nhưng đến tuổi già chắc chắn sẽ cô độc. Vừa dứt lời, mõ bên kia gõ 4 tiếng, đưa vào trong mới mở tượng Phật ra, cho người ta đưa Nana xuống. Chí Kiệt, tượng Phật lại mở ra, Chí Kiệt sờ tường đi từ từ về phía trước, nhưng vừa vào cửa đã bị người ta đánh ngất. Khi Chí Kiệt tỉnh lại, hai tay anh ta bị trói và cổ bị xích. Lâu rồi không gặp nhỉ, nếu không phải chồng cô chết, thì vị trí Long Vương này của tôi cũng không ngồi được đâu, tôi cứ tưởng cô sẽ khó đối phó. Không ngờ chỉ có vậy thôi à. Mặc dù giọng điệu của Long Vương ôn hòa nhưng ánh mắt lại đầy sát khí. Long Vương búng tay thuộc hạ cắt đứt dây xích, còn Nana thì bị nhốt vào bể nước. Khi Long Vương chuẩn bị giết Chí Kiệt, Chí Kiệt đã đoán trước được ngón tay của bà ta, né được hai phát súng liên tiếp. Mặc dù tay đã được thả ra nhưng bị Long Vương vật ngã xuống đất. Nhân lúc Long Vương ra ngoài nghe điện thoại, Chí Kiệt dùng dùi cui đập vỡ bể nước. Sau khi Nana được cứu, cô ta cầm Clay đi theo sau Long Vương. Bạn nghĩ Nana và Long Vương, ai sẽ thắng? Mặc dù bị thương trong lúc chiến đấu, nhưng cô ta vẫn đưa Long Vương đến cho Chí Kiệt. Chí Kiệt vốn không muốn giết người, nhưng Nana lại đẩy Long Vương một cái khi cảnh sát gõ cửa, mảnh kính vỡ văng ra, Long Vương chết thảm trước mặt Chí Kiệt. Chí Kiệt đi theo Nana đến một căn phòng an toàn. Nhưng vừa vào phòng, Chí Kiệt đã ngửi thấy mùi hôi thối. Nana vừa đập đĩa vừa giải thích là đang vứt đồ ăn hỏng, cô ta vò nát nhựa rồi mở quạt phun nước hoa. Tất cả những điều này đều là để làm nhiễu loạn thính giác của Chí Kiệt, cô ta cứ tưởng Chí Kiệt sẽ gặp phải trở ngại lớn. Nhưng đối với Chí Kiệt, tất cả những điều này chỉ là chuyện nhỏ. Để tôi tự làm, anh ta đã thông qua việc sửa đổi đài phát thanh, liên lạc thành công với đồng đội cũ. Tuy nhiên, đúng lúc này chuông cửa lại reo lên không đúng lúc. Các cô gái bị trói lại và bị xối nước lạnh, người đàn ông tùy ý bóp mặt cô gái. Cô gái nhân cơ hội cắn anh ta một cái, tăng giá cô ta lên cho tôi, không bán được thì tôi giữ lại chơi. Một cô gái khác đeo vòng cổ, lúc này cô ta rất hoang mang, không biết phải làm sao. Người đàn ông bên cạnh quất roi, cô gái sợ hãi vội vàng chơi đàn violon. Đối diện cô gái có một hàng màn hình, trên đó toàn là những người mua đang chờ đấu giá. Họ nhìn thấy cô gái khí chất tao nhã và tài năng xuất chúng, cuộc đấu giá nhanh chóng lên đến đỉnh điểm, giá trực tiếp tăng lên 4,8 triệu đô la Mỹ. Nhưng tên cầm đầu, Tàn Cẩu đã trực tiếp dừng cuộc đấu giá. Tàn Cẩu nắm lấy tay cô gái, sau đó lại ôm eo cô ta. Sao lại cố gắng như vậy? Cô rất muốn bị bán đi à? Cô gái sợ hãi muốn chạy nắm lấy đồ đạc ném qua, nhưng Tàn Cẩu nắm chặt dây xích kéo cô gái về. Ai đó thông báo cho người mua trực tuyến, nói rằng nhà chúng ta đột nhiên mất điện. Cha của cô gái, Chí Kiệt, là một cảnh sát đặc nhiệm, không may bị mù trong một nhiệm vụ đặc biệt, sau đó bị đình chỉ công tác. Người thân duy nhất hiện đang mất tích, anh ta đang khẩn trương tìm kiếm manh mối. Lúc này, vài tên thuộc hạ của Tàn Cẩu cầm súng xông vào. Theo sự rung lắc của tủ, tên cướp mở cửa tủ, một xác chết phụ nữ ngã xuống khiến tên cướp sợ hãi. Tên cướp vô tình bóp cò súng, ngay lập tức châm ngòi cho khí ga trong phòng. Theo tiếng nổ trong phòng, bọn cướp chết sạch. Chí Kiệt và Nana đưa tên phó tướng lên xe và lái xe đi. Tên phó tướng bị họ ép buộc, dẫn họ đến nhà máy giam giữ các cô gái. Nhưng khi Nana cậy khóa cửa, thả tất cả các cô gái ra ngoài, lại phát hiện con gái của Chí Kiệt không có ở đây. Chí Kiệt treo tên phó tướng lên dùng đủ mọi cách đánh anh ta cả đêm. Chí Kiệt vẫn không có được tin tức về con gái. Đúng lúc này, Nana rút dao ra bắt đầu hướng dẫn Chí Kiệt tra tấn. Cảnh này khiến Chí Kiệt nhận ra điều bất thường. Người phụ nữ này hoàn toàn không phải là cảnh sát.
cô ta đã mượn tay mình giết Long Vương, sau đó giấu xác chết phụ nữ trong nhà, nhân cơ hội thông báo cho tên phó tướng dẫn người đến chịu chết, Trí Kiệt mới bắt đầu nghi ngờ. Cô ta chính là nữ luật sư điên loạn trong phiên tòa hôm đó. Ngay lúc này, đồng đội của Trí Kiệt đến, Nana nhân lúc Trí Kiệt mất tập trung, giật lấy con dao. Xoay người một cái đã giết chết tên phó tướng, cô ta cho Trí Kiệt một lựa chọn, tôi giúp anh tìm con gái, hoặc để anh ta giết tôi luôn, đừng tin cô ta. Bố cứu con, thấy anh ta không đồng ý Nana liền lùi lại một bước, chuẩn bị rời đi, đồng đội thấy vậy liền nổ súng. Nhưng Trí Kiệt lại lách người đâm đồng đội một nhát dao, lúc này, Trí Kiệt, vì cứu con gái, đã bắt đầu bất chấp thủ đoạn. Nhìn thấy Trí Kiệt giết đồng đội, Nana rất vui, họ tìm đến người bán vũ khí để mua súng trước khi cứu con gái, ngay khoảnh khắc Nana lấy được súng. Cô ta đã nổ súng giết chết người bán vũ khí, trong căn biệt thự yên tĩnh đang diễn ra cuộc đấu giá cuối cùng, một chiếc xe tông cửa xông vào, cửa xe mở ra. Một khẩu súng Gatling vang lên cùng với tiếng la hét của người phụ nữ, cô ta xả súng điên cuồng vào đám đông, nơi nào súng Gatling đi qua, khói lửa mịt mù, Trí Kiệt bên này kéo tấm vải đen. Tháo dây bốn khẩu pháo bắt đầu bắn phá, ngay lập tức giết chết một mảng lớn, vụ nổ này khiến cả biệt thự chìm trong bóng tối, Tàn Cầu dẫn cô gái chạy trốn qua cửa sau, không có đèn điện. Bọn cướp chỉ có thể đi trong bóng tối, một quả bóng nhỏ rơi xuống lối đi, Trí Kiệt đi theo, do Trí Kiệt có khả năng nghe âm thanh để xác định vị trí, trong bóng tối, anh ta có lợi thế. Nana bên kia tay cầm súng phun lửa, dũng cảm giết ra một con đường máu. Tàn Cẩu đã không còn đường thoát, quân sư của Tàn Cẩu thấy vậy cũng chọn phản bội hắn ta. Đối mặt với tình huống này, hắn ta không từ bỏ, định liều mạng trong giây phút cuối cùng, gắn bom lên người con gái của Trí Kiệt, chuẩn bị cắm kíp nổ hình trái tim vào thì một khẩu súng lục phía sau. Kết liễu mạng sống của Tàn Cẩu, giờ đây, những người mà Nana sợ hãi nhất đã chết hết, bây giờ cô ta sẽ hoàn thành màn trả thù cuối cùng, cô ta dùng dây xích treo cô gái lên mái nhà. Chỉ cần cô ta buông tay, cô gái sẽ rơi xuống chết, cô ta luôn không thể quên chính vì Trí Kiệt, người yêu của cô ta mới bị cô ta bắn chết trong phiên tòa. Bây giờ cô ta muốn Trí Kiệt trải qua nỗi đau tương tự, tôi muốn anh cũng nếm trải, nỗi tuyệt vọng mất đi người thân mà tôi đã phải chịu đựng. Cô ta liên tục kích động Trí Kiệt để anh ta tự sát. Nhưng con gái của Trí Kiệt lúc này lại không thể lên tiếng, Trí Kiệt không biết vị trí của con gái. Đúng lúc này, con gái ném ra một quả bóng nhỏ, anh ta bị quả bóng của con gái thu hút. May mắn thay, ngay khoảnh khắc con gái rơi xuống, Trí Kiệt đã chạy đến nắm chặt dây xích. Trong lúc con gái đang khóc lóc sợ hãi, Trí Kiệt lại nghe thấy tiếng bom hẹn giờ. Cũng nhanh chóng xé áo con gái, phát hiện ra đó là một quả bom, và người điều khiển quả bom chính là kíp nổ hình trái tim mà Nana cướp được từ tên cầm đầu. Nếu trái, thì con gái của Trí Kiệt chắc chắn sẽ chết. Trong thời khắc nguy cấp này, đồng đội của Trí Kiệt đến, họ đã gỡ bom thành công trước khi nó phát nổ, Nana lại chết vì những gì mình đã làm. Bộ phim này tên là Mù Chiến, có thể nói là một bộ phim hành động người hùng hiếm hoi. Ai thích thì hãy nhanh chóng xem phim. Thích phim, cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.